Rồi, video này chào mấy bác nha. Em lại về một loạt mấy cắt cỏ 30 cây nha. Thì trong đó thì em đang ráp. Đấy, thì hàng nhập bãi mới về tức thì luôn. Rồi, em báo giá sơ cho mấy bác nghe toàn bộ về những con máy bên em mới về nha. Về hai con 360 này. Đấy, hai con Hitachi này. TD33 này. Đó. Thì những con đó là 1,8 triệu, những con kia thì 1,5 triệu. Rồi mấy con Shindewa này thì giá là 2,2 triệu một con nha. Shindewa S26. Rồi những con TDTA. Đấy, những con này thì như con này bình xăng dưới thì bên em bán con này ra là giá là 2,2 triệu nha. Đó, con này, con kia thì vẫn là giá là 1,8 triệu thôi, 1,7 triệu thôi. Rồi cá biệt con này thì nó mới quá, nó mới keng luôn. Đây mấy bác coi này, nó mới tinh luôn nha, thì cũng bán giá 1,7 triệu thôi, bao dọn nổ. Đấy. Rồi S35. Con này hơi hám ngon lắm, nhưng mà dàn ngoài thì nó hơi cũ. Rồi, bán 2 triệu S35 nha. Nhưng mà nổ là ngon đó, em chưa nổ thôi. Rồi, những con Tanaka này thì dao động. Giá từ tùy vào con. Thì về được 8 con Tanaka. Thì trong đó là 250 là 4 con. 250 nha. Rồi bên em bán những con này giá 1,4 triệu, bao ship tận nhà, xài chế ra ngang hết Tanaka. Đó, còn con 281 này thì nó đắt hơn, đắt hơn chút, 1,6 triệu đi. Rồi đây là những con 25 này. Đó, những con này giá 1,4 triệu thôi. Đấy, con này là giá 1,8 triệu. Thì rất là nhiều máy nha. Đặc biệt có ba con Shindewa kia đẳng cấp lắm nha. Nó là máy của đẳng cấp rồi, thì mình không nên nói đến rồi. Dòng nữa là dòng nồi đồng cối đá rồi. Thì bên em bán là giá 2,2 triệu con đó, bao dọn nổ nha. Rồi vậy đi, nói vậy cho nhanh. Rồi còn mấy con này thì em báo giá hết rồi này. Con này thì 2 triệu, S35. Rồi mấy con G3C kia thì giá là 1,3 triệu đi. Rồi mấy con này thì giá cũng khoảng 1,3 triệu, 1,5 triệu gì đó, tầm đó, nổ lên là em bán. Còn con 340 này thì bên em bán giá 2 triệu đi. Rồi NB04, đặc biệt hôm nay có một con NB04 và con NB03 kìa. Hai con này đẹp xuất sắc luôn nha, đẹp ghê lắm, đẹp mới keng luôn nữa. Mấy con này mới ghê lắm. Thì giá 2 triệu một con NB04, còn con kia thì giá 1,5 triệu. Rồi vậy đi, báo cho nó nhanh để mọi người mua thì ủng hộ. Đẹp xuất sắc luôn nha, không phải đơn giản đâu. Mấy con này đẹp lắm, ráp lộn tay của nó nha. Chốc nữa con này phải đưa qua con này, con này đưa qua con này. Cần 03, 04 nó như nhau thôi, không khác. Rồi còn con này thì TG33 em đã nhường cho bạn em luôn rồi. Đấy. Còn con này là con này là một con 30. Đó. Nó đầy đủ hết đấy nha, em chưa ráp đó. Thì con này bên em bán giá là 2,2 triệu luôn đi. Đó. Và có một con 340 này là bán giá là 2,3 triệu. Rồi ok, chưa dọn nha, dọn lên là đẹp lắm, yên tâm. Khi nói đẹp là đẹp. Rồi báo sơ qua cho mọi người coi được tham khảo. Rồi được là alo, ưng con nào là bên em dọn cho con đó. Mới về 30 cây, tầm giá đó là bán nha, không cần phải mặc cả đâu.
Em bán hàng là không cần mặc cả làm gì hết á. Được là chốt. Rồi ok mọi người.